Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với kênh Minh Vlog Phong Thủy Tử Vi. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ tới quý anh chị và các bạn một video có chủ đề về xem bói giờ sinh. Nhìn giờ sinh biết vận mệnh, cách nhau vài phút mà người sướng kẻ khổ. Ngoài ngày tháng năm sinh, giờ sinh cũng có thể tiết lộ nhiều điều thú vị về con người bạn. Và sau đây là chi tiết các giờ sinh mà các bạn hãy cùng tham khảo. 1. Giờ Tý, tức 23 giờ đến 1 giờ. Theo tử vi giờ sinh, người tuổi Tý nóng vội nhưng mạnh mẽ, dễ bị người khác gây phiền hà, thị phi. Nếu là nam giới thì tương đối cứng rắn, tuy nhiên đôi lúc có chút nóng vội, dễ xảy ra dao động nhưng lại gặp nhiều may mắn, được gia đình giúp đỡ, có năng lực làm nên sự nghiệp có từ hai bàn tay trắng. Nếu là nữ thì tính tình nhã nhặn, quyết đoán, dễ gặp được người chồng tốt. Người này thích phấn đấu vì sự nghiệp để nâng cao chất lượng cuộc sống và có xu hướng tìm bạn đời là người có trí tuệ, có chí tiến thủ. 2. Giờ Sửu, từ 1 giờ đến 3 giờ sáng. Về tổng thể, người sinh vào giờ Sửu có duyên với cha mẹ tương đối mỏng, tức là ít được ở gần cha mẹ hoặc dễ gặp nhiều điều xung khắc. Người này có phẩm chất cao quý, có thể trở thành người có quyền lực làm lãnh đạo, được hưởng nhiều phúc lộc. Nữ giới sinh giờ Sửu thì vợ chồng dễ vì tính cách công việc mà phải ở hai nơi xa cách. 3. Giờ Dần, tức 3 giờ đến 5 giờ sáng. Người sinh vào giờ Dần có mệnh phải đi xa để lập nghiệp mới thành công. Trong mối quan hệ với cha mẹ, anh chị em và vợ con có sự xa cách nhất định. Lúc nhỏ, vận mệnh không được thuận lợi, nhưng tới trung niên, mọi chuyện được cải thiện, cuối đời hưởng phúc lộc. Nữ giới sinh giờ Dần dễ gặp được người chồng biết quan tâm chăm sóc. Tuy nhiên, nhược điểm của người sinh vào giờ này thì tính tình quá gay gắt, có thể khiến nửa còn lại cảm thấy khó chịu. 4. Giờ Mão, tức 5 giờ đến 7 giờ sáng. Người sinh vào giờ Mão ít được cha mẹ, anh chị em nâng đỡ nên thành tựu đạt được cũng có hạn. Vận mệnh thời niên thiếu và trung niên tương đối kém, thường rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, khó thành công, phải đến cuối đời mới có cuộc sống bình ổn. Nữ giới sinh vào giờ này có thể gặp được người chồng có địa vị xã hội, tài sản, phúc lộc tăng không ngừng. Tuy nhiên, nếu không biết cách giữ gìn hôn nhân thì tình cảm vợ chồng ngày càng nhạt nhòa. 5. Giờ Thìn, tức 7 giờ đến 9 giờ sáng. Người sinh vào giờ này dễ có cha mẹ, anh em thành đạt, bản thân có tư chất thông minh, lanh lợi, cuối đời gây dựng được sự nghiệp ổn định, có thể an hưởng tuổi già. Nữ giới sinh vào giờ Thìn thường gặp người chồng an phận thủ thường, không tranh đấu. Người này sẽ tập trung vào việc xây dựng tổ ấm gia đình, là người đàn ông mẫu mực, thương yêu vợ con. 6. Giờ Tỵ, từ 9 giờ đến 11 giờ trưa. Người sinh vào giờ Tỵ vốn thông minh, lanh lợi, ngay từ khi còn trẻ có thể gặt hái được nhiều thành công dù tương đối vất vả. Họ có thể tự gây dựng sự nghiệp nhưng nhân duyên với anh chị em lại tương đối mỏng. Nữ giới sinh vào khung giờ này là người có bản lĩnh, quan hệ rộng, có khả năng vươn lên dẫn đầu trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Cũng vì vậy mà họ cũng có ít thời gian chăm sóc gia đình. 7. Giờ Ngọ, tức 11 giờ đến 13 giờ. Người sinh giờ Ngọ có tính cách hòa nhã, dễ gần, nhiệt tình và luôn vui vẻ. Họ có con đường phát triển riêng của bản thân, không theo nghề của gia đình. Vận mệnh thời niên thiếu và trung niên khá nhàn nhã, được an hưởng phúc lộc khi về già. Nữ giới sinh vào giờ Ngọ có số đào hoa vượng, ngay cả khi đã có gia đình thì vẫn được nhiều người để ý. 8. Giờ Mùi, từ 12 giờ đến 15 giờ. Người sinh vào giờ Mùi có số mệnh khác với cha mẹ, có tình mà không có duyên hoặc có duyên mà không có tình. Phụ nữ sinh vào giờ này dễ gặp phải người chồng nóng nảy, đôi khi khiến người vợ phải đau đầu vì không chịu thỏa hiệp khi xảy ra mâu thuẫn. 9. Giờ Thân, từ 15 giờ đến 17 giờ. Người sinh vào giờ Thân có mệnh phải xa nhà, lập nghiệp. Lúc đầu cuộc sống không được thuận lợi, nhưng sau khi kết hôn, vợ chồng có thể sống với nhau tới già. Nếu biết hướng thiện thì sinh quý tử, hậu vận tốt. Nữ giới sinh vào giờ này dễ tìm được người chồng hợp nhau về mọi mặt, càng sống với nhau càng thêm gắn bó, có thể chịu đựng được mọi thử thách. 10. Giờ Dậu,
từ 17 giờ đến 19 giờ. Người sinh vào giờ Dậu có tính cách đôn hậu, lúc đầu vận mệnh không được ổn định, nhưng tới tuổi trung niên và hợp vận sẽ tốt đẹp. Nữ giới sinh giờ này có thể gặp nửa kia là người sống dễ dãi, ỷ lại, không hiểu chuyện và không biết chăm lo cho vợ nên dễ nảy sinh bất hòa. 11 giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Người sinh giờ Tuất thường thông minh, được hưởng phúc suốt đời, tuy nhiên vận thế của họ dao động không ổn định. Người này có thể được hưởng sản nghiệp từ cha mẹ hoặc dòng họ. Nữ giới sinh vào giờ Tuất có thể gặp được người chồng tốt, nhưng tình cảm ban đầu không xuất phát từ tình yêu. Sau này, khi ở bên nhau thì khó có thể chia cắt. 12 giờ Hợi, từ 21 giờ đến 23 giờ đêm. Người sinh vào giờ Hợi có tính cách nhanh nhẹn, thẳng thắn, cuộc sống tương đối vất vả, dễ gặp thị phi, lúc đầu khó theo nghề của cha mẹ, về sau mới được cát lợi. Còn nữ giới sinh vào giờ này thường là người mạnh bạo, dễ nổi nóng, cũng rất chăm chỉ, nhiệt tình, kiên cường, tay nghề khéo léo. Sau khi kết hôn, vợ chồng dễ gặp mâu thuẫn và chỉ có thể giải quyết nếu hai bên thẳng thắn, gạt bỏ lòng tự cao cá nhân. Cảm ơn các bạn quan tâm và dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nhấn like và đăng ký kênh để sớm nhận được những video mới nhất. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai.